Xin mến chào quý vị đang quay trở lại với Tin Người Việt Canada và chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng cũng như là mọi điều bình an và công việc được may mắn. Thưa quý vị, một thông tin mới nhất trong ngày hôm nay đó là 7 trong 10 người Canada nói rằng họ đang cảm thấy đất nước đang tàn vỡ. Và cuộc thăm dò của Ipsos thực hiện mới nhất đã cho thấy rằng 70% người Canada đồng ý Canada đã thất bại. Một lời buộc tội mà lãnh đạo đảng bảo thủ ông Bolivar cũng đã liên tục đưa ra trong cuộc tranh cử của mình. Ông ấy đang nắm bắt được tâm trạng, đó không phải là thứ mà ông Bolivar đã tạo ra. Ông ấy chỉ đơn giản đó là xác định được các tình trạng mà ông ấy nhận được ở các công chúng của Canada và chỉ ra cũng như là dán nhãn cho nó. Theo giám đốc điều hành bộ phận của công vụ Ipsos đã cho biết, còn những người theo đảng tự do và đứng về phía Thủ tướng Justin Trudeau dù sau thất bại cuộc bầu cử tại Toronto lại phản bác điều trên. Thưa quý vị, quay trở lại khảo sát 1.001 người Canada từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 và nhận thấy cảm giác bi quan cao nhất ở những người Canada trong độ tuổi từ 18 đến 34, với 78% giữ quan điểm rằng đất nước cần phải sửa chữa và các câu trả lời chỉ ra một sự thất vọng rất lớn. Người dân có cảm thấy như là đất nước của họ đang bị tan vỡ hay không? Không, họ cảm thấy giống như là thể chế của họ đã bị phá vỡ và họ đã mất đi cảm giác gắn kết với nhau. Người thăm dò ý kiến, người đã đo lường dư luận Canada trong 35 năm đã nói rằng đây là một viễn cảnh tồi tệ nhất mà ông từng thấy và ngày nay mọi người không cảm thấy mình đang thành công trong cuộc sống như lẽ ra mà họ sẽ nhận được như vậy. Và chính vì vậy, câu hỏi liệu Thủ tướng Trudeau có thể sống sót sau thất bại đáng kinh ngạc của đảng tự do trong cuộc bầu cử phụ ở Toronto hay không? Thì khối cử tri thế hệ Millennials đã cho biết rằng dường như đây là nhóm nhân khẩu học vỡ mộng nhất và đang ngày càng hướng về ông Bolivar bất chấp cam kết của Trudeau trong ngân sách liên bang năm nay đó là đưa ra các chính sách để có thể giúp cho sự công bằng các thế hệ được rõ ràng hơn. Những người Canada lớn tuổi đang có xu hướng lạc quan hơn một chút về những gì mà đất nước này đang trải qua vì nó đã mang lại lợi ích cho họ. Nhưng mà những người Canada trẻ tuổi, chính họ là những người đang nói rằng bạn biết đấy, nó không hiệu quả với tôi. Và kết quả là họ đang tìm kiếm một sự thay đổi và tác nhân thay đổi trong tình huống cụ thể này đối với họ là đảng bảo thủ. Ông Bolivar đã dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trong hơn một năm qua, và Thủ tướng Justin Trudeau đã tổ chức một sự kiện ở Brampton, Ontario cũng như là chỉ trích đối thủ đảng bảo thủ và những câu thần chú mà ông ta đã cho biết. Bolivar đang đưa đi khắp nơi và nói rằng Canada đã suy sụp. Ông ấy làm điều đó vì lợi ích hạn hẹp của mình, vì ông ấy muốn đắc cử, Thủ tướng Trudeau đã chia sẻ. Quay trở lại, thất bại bất ngờ đã đặt ra câu hỏi về tương lai chính trị của Trudeau. Và sự ủng hộ dành cho ông gần như là đến đáy, với gần 7 trên 10 người Canada nói rằng đã đến lúc mà Trudeau phải từ chức. Bộ trưởng Di trú ông Mark Miller cũng cho biết rằng ông có thể hiểu được người Canada có thể mệt mỏi với chính phủ hiện tại sau 8 năm, nhưng ông Miller khẳng định ông Bolivar đang vũ khí hóa sự tức giận của công chúng và gọi ông là kẻ giả mạo. Ông ấy không trình bày bất cứ một tầm nhìn cụ thể nào về Canada mà tôi ủng hộ. Ông ấy đầy những khẩu hiệu. Hầu hết mọi người không thực sự biết ý nghĩa của chúng, và chúng có thể hấp dẫn, nhưng mà ông ấy làm tôi nhớ đến một người quản lý đáo vật từ năm 1980. Đó là ý kiến của ông Miller, còn không biết ý kiến của quý vị là như thế nào. Nhưng mà quay trở lại cuộc thăm dò, đã hỏi những người, liệu những người được hỏi có xu hướng theo cờ Canada hoặc tham dự một sự kiện đã đánh dấu vào ngày 1 tháng 7 vừa qua so với 5 năm trước có sự thay đổi hay không? Và liệu họ có ít nhiều khả năng nói rằng họ cảm thấy tự hào hơn hay là ít tự hào hơn Canada so với trước đây hay không? Và trả lời, 32% số người cho biết họ ít có khả năng tham gia một sự kiện hơn và 16% nói rằng họ có nhiều khả năng làm như vậy hơn, trong khi 28% cho biết họ ít có khả năng treo cờ Canada và thể hiện niềm tự hào của mình và 16% cho biết họ có nhiều khả năng tham dự và cảm thấy tự hào. Và thưa quý vị, 35% số người được hỏi cho biết hiện nay họ ít có khả năng nói rằng họ tự hào là người Canada so với 5 năm trước. Còn 16% số người cho biết bây giờ họ có nhiều khả năng hơn là 5 năm trước và cảm thấy tự hào hơn. Và có cảm giác chung, đó là thực sự không có ai tôn vinh đất nước của chúng ta theo cách mà chúng ta đã từng tôn vinh đất nước của mình. Đây sẽ là một thách thức đối với bất kỳ một nhà lãnh đạo chính trị nào, Và đó cũng sẽ là một thử thách đối với ông Bolivar. Và đó là một điều để gọi nó ra. Việc làm gì đó để có thể khắc phục nó lại là một việc hoàn toàn khác. Và chúng ta sẽ chờ xem tương lai của Canada như thế nào vào năm 2025. Và thưa quý vị, quay trở lại nạn trộm xe, thì hiện nay những kẻ trộm xe đã cố truy cập vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông Ontario và chúng biết kiểu dáng, mẫu xe cũng như là địa chỉ nhà của quý vị đã trở thành những mặt hàng được săn lùng ở trên thị trường chợ đen. Một trong những lực lượng cảnh sát lớn nhất của Canada biết về những tên trộm xe đang cố gắng xâm nhập cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải MTO của Ontario, và bọn tội phạm đang làm bất cứ một điều gì và mọi thứ có thể để có thể xác định vị trí của những chiếc xe đó. Chúng tôi đã thấy chúng cố gắng truy cập vào hồ sơ của MTO, và chiến thuật này có thể bao gồm việc tiếp cận những cuộc kiểm tra thông qua Bộ Giao thông Vận tải, và việc tiếp cận thông tin là điều quan trọng nhất đối với tội phạm có tổ chức lớn. Khi được hỏi liệu các tổ chức tội phạm gần đây có truy cập thông tin cá nhân của những chủ phương tiện hay không, Bộ không thể trả lời chính xác cho câu hỏi này, thưa quý vị. Tuy nhiên, trong một email, một phát ngôn viên của Bộ đã nói rằng đối với nhân viên của họ, mọi người truy cập thông tin cá nhân đều phải tuân theo các biện pháp về kiểm soát nội bộ và kiểm tra sàng lọc an ninh. Đó là một thực tế có thể xảy ra và điều đó không phù hợp với những nạn nhân bị trộm xe gần đây. Và thưa quý vị, câu chuyện của James, một nạn nhân đã bị trộm xe, đã chia sẻ: "Có vẻ như chúng tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng và có vẻ như gia đình của anh ấy cũng có thể trở thành mục tiêu một lần nữa và tiếp theo. Mới vào tuần trước thì chiếc Range Rover của anh đã bị đánh cắp khỏi đường và tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều đã được cảnh báo về điều này trong nhiều năm qua và rằng việc dựa vào định vị kỹ thuật số cho mọi thứ sẽ quay trở lại và ám ảnh chúng ta. Và tôi nghĩ nếu như điều này xảy ra tại MTO thì chúng ta phải lo lắng rất nhiều thứ khác." Ontario đã có lịch sử về các đường dây trộm xe hơi xâm nhập vào những bộ của chính phủ, thưa quý vị. Và vào tháng 12 thì các nhà điều tra của cảnh sát Toronto đã chia sẻ rằng các nhân viên của Service Ontario bị cáo buộc là đã bán thông tin cá nhân của hàng trăm những người sở hữu xe trên khắp tỉnh bang, bao gồm cả địa chỉ nhà của họ cho những nghi phạm được cho là có liên quan đến một đường dây trộm xe hơi ở Toronto. Được mệnh danh là Project Safari, 7 người đã bị cảnh sát Toronto bắt giữ và trong đó có 3 nhân viên của Service Ontario. Tổng cộng có 73 cáo buộc đã được đưa ra. Và các công ty bảo hiểm hiện có của các nhà điều tra riêng cũng sẽ theo dõi những xu hướng này. Brian Gass là cựu thám tử của OPP và là phó chủ tịch dịch vụ điều tra tại Hiệp hội Công bằng, chuyên điều tra gian lận thay mặt cho ngành bảo hiểm, đã chia sẻ rằng Ontario có hơn 1 tỷ đô tiền xe bị đánh cắp và đó là một số tiền đáng kể và đó là những gì mà bọn tội phạm đang theo đuổi. Chúng đang theo đuổi thị trường béo bở này. Cảnh sát lưu ý rằng mặc dù trong một số trường hợp họ đã thành công trong việc bắt giữ những cá nhân mà họ cho là đang đánh cắp thông tin từ các cơ quan vận tải, nhưng mà các nhà điều tra cảm thấy rằng họ chỉ mới vạch ra được bề nổi của một hoạt động tội phạm có tổ chức lớn hơn nhiều và nó đang trải dài trên khắp đất nước của chúng ta và hơn thế nữa. Cơ hội để sở hữu căn condo apartment tại New York, số 3077 Western Road, đầy đủ tiện nghi, phù hợp với nhiều nhu cầu để ở hoặc là cho thuê, với giá 520.000 đô. Quý vị quan tâm xin liên lạc Realtor Thịnh Nguyễn, Top 5 Listing Agent Right at Home Mississauga Branch vào tháng 5 2024. Số điện thoại 647 261 1980. Thân mời quý vị đến thưởng thức Phở Mama tại số 515 Dundas Street West, Unit 7, Oakville, Ontario để thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, Phở Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin gọi 289-725-8988. Phở Mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Và thưa quý vị, đây là một vấn đề đã được chia sẻ nhiều. Mua một chiếc xe hơi Và tại sao quý vị sẽ có thể phải trả nhiều tiền hơn ở một số đại lý nếu như quý vị sử dụng tiền mặt? Trước đây thì tiền mặt được xem gọi là vua và quý vị có thể nhận được một hợp đồng tốt hơn cùng với rất nhiều gọi là promotion nếu như quý vị thanh toán đầy đủ cho một chiếc xe hơi bằng tiền mặt. Nhưng mà hiện nay thì nhiều đại lý xe hơi muốn quý vị tài trợ cho việc mua xe hơi của mình để họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trong khi ở Ontario thì các đại lý phải sử dụng quảng cáo trọn gói, nghĩa là giá mà quý vị nhìn thấy và giá quý vị nhận được một số đại lý xe hơi không tuân thủ theo những quy tắc. Sari của CarHelp Canada, một tổ chức phi chính phủ đã cho biết rằng các đại lý có động cơ rất lớn để có thể thuyết phục người tiêu dùng mua xe và nếu như họ nhận được tiền mặt để mua chiếc xe, đại lý có thể mất rất nhiều lợi nhuận. Khi mà bạn xem quảng cáo xe hơi, một số đại lý hiển thị hai mức giá tiền mặt và giá finance chiếc xe đó. Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì giá tiền mặt có thể cao hơn từ 2.000 cho đến 3.000. Và Hiệp hội Đại lý xe hơi đã qua sử dụng của Ontario, viết tắt là UCDA, đã cho biết rằng việc mà bán xe hơi theo cách này được cho phép miễn là giá ở trong quảng cáo rõ ràng và minh bạch. Và việc mà một đại lý bán một chiếc xe hơi với giá tiền mặt ở mức khác nhau so với mức giá đã được tài trợ hoặc là quý vị khi mà trả finance không phải là bất hợp pháp. Nhưng mà như Hội đồng Công nghiệp xe hơi cơ giới Ontario đã chỉ ra, điều đó thực sự cần phải được tiết lộ trước cho quý khách hàng. Và là cơ quan quản lý việc bán xe hơi cơ giới Ontario, vai trò của chúng tôi đó là bảo đảm những người đăng ký tuân thủ nghiêm ngặt việc quảng cáo về giá trọn gói. Và người mua xe hơi phải có thể đến đại lý và mua xe với mức giá chính xác được ghi ở trong quảng cáo, ngoại trừ tiền GST và giấy phép. Các đại lý đưa ra các lựa chọn về giá khi mà mua xe về finance hay là tiền mặt, phải tiết lộ cả hai mức giá trong quảng cáo của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu và nổi bật, không bị ẩn ở bên dưới trong một trang hoặc là trong một cái tab khác và quý vị không hiểu rõ. Và người đại lý quảng cáo hai mức giá cũng phải công khai bản chất của giá đó, ví dụ như là chỉ giao dịch tài chính, finance hoặc là giá tiền mặt mà thôi. Và nếu như các đại lý chỉ quảng cáo một mức giá và khi quý vị đến đại lý thì đưa ra một mức giá khác thì mức giá này sẽ được cung cấp cho tất cả những người mua quan tâm. Việc tính giá cao hơn so với giá đã quảng cáo là không tuân thủ các quy định về quảng cáo giá trọn gói đã được quy định trong đạo luật đại lý xe cơ giới. Nhiều đại lý không tuân theo các quy tắc và cho báo chí xem những ví dụ về quảng cáo, trong đó giá được quảng cáo là 26.000 đô. Nhưng mà ở phần nội dung của quảng cáo thì có dòng chữ in rõ ràng, để mua bằng tiền mặt thì cần thêm 2.000 đô. Một quảng cáo khác cũng đã đưa ra với mức giá là 37.400 đô cho một chiếc xe, nhưng mà sau đó ở trong quảng cáo lại ghi giá tiền mặt là 39.000 đô. Thưa quý vị, điều này là không hợp pháp. Theo quy định của Ontario, điều đó là không cho phép và quý vị nên hết sức chú ý khi mua xe. Bất kỳ một đại lý nào định giá xe theo cách này đều phải báo cáo cho OMVIC. Và quay trở lại, tổ chức UCDA cho biết rằng có hơn 8.000 đại lý xe hơi ở Ontario và cho biết nếu như người tiêu dùng không hài lòng với một đại lý này thì họ nên tìm một đại lý khác. Điều này thực sự phụ thuộc vào khả năng mua sắm cũng như là tìm hiểu thông tin của người tiêu dùng và nhận được một ưu đãi tốt nhất có thể, và nếu như họ tìm kiếm, họ sẽ tìm thấy nó. Ưu tiên của chúng tôi đó là bảo vệ người mua xe hơi. Chúng tôi đã tăng cường thực thi những hoạt động không tuân thủ bằng cách là mở rộng chương trình mua sắm bí ẩn, kiểm tra và điều tra đại lý để bảo đảm tuân thủ. Vào năm 2023, chúng tôi đã tiến hành 2.471 cuộc thanh tra trên khắp Ontario và đưa ra gần 1.600 cáo buộc. Và tổ chức này cũng đang thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn đối với những người bán mà tái phạm với những hình phạt cao hơn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực để giáo dục những đại lý xe hơi, nhân viên bán hàng và cũng như là người mua xe hơi về các yêu cầu về quảng cáo giá tổng thể và để cho quý vị nắm rõ thông tin hơn khi mà chúng ta đi mua sắm. Và quay trở lại, thưa quý vị, hành động tiếp theo của Ngân hàng Canada ít chắc chắn hơn sau khi mà tỷ lệ lạm phát tăng cao trong tháng 5. Và tỷ lệ lạm phát hàng năm bất ngờ tăng cao trong tháng 5, như quý vị đã biết, đã làm dấy lên nghi ngờ về những gì mà Ngân hàng Canada sẽ làm tiếp theo khi đưa ra quyết định về lãi suất trong tháng 7 của mình, và trong một điều kiện được gọi là gập ghềnh và rất nhiều khó khăn. Hành động tăng cao này diễn ra sau quyết định của Ngân hàng Canada vốn đặt mục tiêu về tỷ lệ lạm phát hàng năm là 2% và nhằm cắt giảm lãi suất cơ bản 1/4 điểm phần trăm vào đầu tháng này xuống còn 4,75%. Nhà kinh tế cấp cao James Orlando của TD Bank cho biết rằng báo cáo lạm phát là một sự thất vọng khi mà cả lạm phát cơ bản và lạm phát tổng thể đều đã tăng cao. Và bây giờ, một bản báo cáo 6 về lạm phát không tạo ra xu hướng và lạm phát vẫn ở mức dưới 3%. Quyết định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Canada được ấn định vào 24 tháng 7, khi mà ngân hàng này cũng sẽ công bố về triển vọng mới nhất về nền kinh tế trong báo cáo chính sách tiền tệ của mình. Và sau báo cáo lạm phát, thị trường tài chính đã cho thấy khả năng Ngân hàng Canada sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 7 lại thấp hơn những dự đoán. Tuy nhiên, thì nhà kinh tế Bắc Mỹ tại Capital Economics có tên là Olivia Cross đã lưu ý rằng một số sức mạnh của lạm phát là do các yếu tố có thể chỉ xảy ra một lần và do có một báo cáo lạm phát khác trước cuộc họp báo vào tháng 7. Và bà vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng ngân hàng sẽ lại cắt giảm vào tháng tới. Mặc dù số liệu mới nhất đã làm tăng khả năng về ngân hàng tạm dừng cuộc họp vào tháng 7, nhưng mà các số liệu quan trọng khác được công bố trước đó, bao gồm cả số liệu CPI vào tháng 6, có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngân hàng. Ngoài số liệu lạm phát vào tháng 6, Cơ quan Thống kê Canada cũng đã công bố số liệu tổng sản phẩm quốc nội cho tháng 4 và khảo sát lực lượng lao động cho tháng 6. Và Ngân hàng Canada cũng sẽ công bố khảo sát triển vọng về kinh doanh của riêng mình, cũng như là khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng Canada vào ngày 15 tháng 7 này, thưa quý vị. Một bản tóm tắt các cuộc thảo luận của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Canada liên quan đến quyết định lãi suất tháng 6 cũng đã cho thấy rằng ngân hàng đang cân nhắc việc mà đợi cho đến tháng 7 để có thể hạ lãi suất, nhưng mà cuối cùng lại quyết định cắt giảm sớm hơn và nó đã diễn ra vào tháng 6. Mặc dù họ thừa nhận nguy cơ về tiến độ có thể sẽ bị đình trệ như đã xảy ra ở Hoa Kỳ, nhưng mà có một sự đồng thuận rằng với 4 tháng liên tiếp và lạm phát cơ bản giảm và các chỉ số cho thấy rằng đa giảm tiếp tục, đã có đủ những tiến bộ để bảo đảm một cuộc cắt giảm lãi suất chính sách. Chi phí về lãi suất vay thế chấp đã tăng 23,3% so với một năm trước, trong khi giá thuê nhà tăng tới 8,9%. Và giá của các tour du lịch trong tháng 5 tăng lên 6,9% so với năm trước, trong khi giá vận tải hàng không tăng lên 4,5%. Còn giá xăng, thưa quý vị, tăng 5,6% so với một năm trước. Giá hàng tạp hóa vẫn tăng 1,5% so với năm trước và còn cao hơn so với tháng 4 khi mà chúng đã tăng thêm 1,4%. Đây là lần tăng giá hàng tạp hóa đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, thì theo thống kê Canada cho biết rằng người tiêu dùng đang trả nhiều tiền hơn là 22,5% cho hàng tạp hóa so với tháng 5 năm 2020. Địa điểm uy tín và được yêu thích, Ivy Beauty and Spa, với dịch vụ spa dưỡng sinh, phun xăm, điều trị nám tàn nhang, trẻ hóa làn da với công nghệ mới và hiện đại, không gian sang trọng, tư vấn chuyên nghiệp, mang tới những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vượt trội cho tất cả khách hàng. Mời quý vị hãy đến và trải nghiệm Ivy Beauty and Spa, số 8000 Dundas Street East, Mississauga, Ontario, số điện thoại 905 232 7899. Xin chân thành cảm ơn. Cơ hội đầu tư sở hữu căn fourplex gồm 4 căn hộ đang cho thuê, tổng thu nhập là 66.000 đô một năm, tọa lạc tại vị trí trung tâm, số 3763, 3769 Rouge, Montreal, Quebec. Xin liên lạc với listing agent nhiều năm kinh nghiệm tại Montreal, Làng Vũ, số điện thoại 514 967 4889. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo, mời quý vị theo dõi những thông tin về cắt giảm lãi suất của người bạn bên biên giới của chúng ta. Những dấu hiệu lạm phát giảm đang làm dấy lên hy vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Một thước đo giá cả đã được Cục Dự trữ Liên bang theo dõi chặt chẽ như ở Canada cũng đã cho thấy rằng áp lực lạm phát trong nền kinh tế Hoa Kỳ đang tiếp tục giảm bớt và giá tiêu dùng không thay đổi từ tháng 4 đến tháng 5, mức hoạt động nhẹ nhất trong hơn 4 năm và so với một năm trước. Giá nhà đã tăng 2,6% ở đây và thấp hơn một chút so với tháng 4. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng không ổn định, thì cái gọi là lạm phát cơ bản đã tăng 0,1% từ tháng 4 đến tháng 5 và mức tăng nhỏ nhất kể từ mùa xuân năm 2020 khi mà đại dịch bùng phát và khiến cho nền kinh tế đóng cửa. và so với một năm trước đó. Giá cốt lõi cũng tăng 2,6% trong tháng 5 với mức tăng thấp nhất trong hơn 3 năm. Giá hàng hóa về vật chất thực tế cũng đã giảm 0,4% từ tháng 4 đến tháng 5 tại Hoa Kỳ. Ví dụ như là giá xăng ở đây đã giảm 3,4%, giá đồ nội thất giảm 1%, giá hàng tạp hóa và phương tiện giải trí giảm 1,6%. Mặt khác, giá dịch vụ bao gồm các khoản như là những bữa ăn tại các nhà hàng và giá vé máy bay tăng 0,2%. Những số liệu mới nhất có thể sẽ được các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang hoan nghênh, nhưng mà những người này cũng cho biết rằng họ cần phải cảm thấy tin tưởng hơn nữa rằng lạm phát đang chậm lại một cách bền vững và hướng tới mục tiêu 2% trước khi họ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Và việc mà cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang mà hầu hết các nhà kinh tế cho rằng có thể sẽ bắt đầu vào tháng 9 này, cuối cùng sẽ dẫn đến lãi suất vay cho người tiêu dùng và doanh nghiệp thấp hơn. Người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Hoa Kỳ tại Fitch Ratings đã viết trong báo cáo nghiên cứu rằng nếu như xu hướng mà chúng ta thấy ở trong tháng này tiếp tục ổn định trong 2 tháng nữa, Cục Dự trữ Liên bang cuối cùng có thể có niềm tin cần thiết cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Và Fed cũng đã tăng lãi suất chuẩn 11 lần vào năm 2022 và 2023 trong nỗ lực để kiềm chế chuỗi lạm phát tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ. Và lạm phát cũng đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh điểm vào năm 2022. Tuy nhiên, thì giá trung bình vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều người Hoa Kỳ thất vọng và là một mối đe dọa tiềm năng đối với nỗ lực tái tranh cử của ông Joe Biden. Trong cuộc tranh luận tổng thống vừa rồi như quý vị cũng đã theo dõi, thì cựu tổng thống Donald Trump cũng đã tấn công thành tích lạm phát của ông Biden. Ứng cử viên được cho là của đảng Cộng hòa khẳng định rằng ông Biden đã thừa hưởng tỷ lệ lạm phát thấp khi mà ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, nhưng mà giá cả đã tăng vọt dưới sự lãnh đạo của ông Biden. Và thưa quý vị, mặc dù lạm phát trên thực tế là thấp khi mà bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, nhưng mà điều đó phần lớn là do quốc gia này vẫn đang phục hồi sau cuộc suy thoái tàn khốc Covid-19 gây ra, khiến cho nền kinh tế bị san phẳng. Và khi mà nền kinh tế bắt đầu hồi phục trở lại với tốc độ bất ngờ, gây ra tình trạng thiếu hàng hóa và lao động trầm trọng, lạm phát tăng vọt. Đây là những biện hộ của đảng Dân Chủ về vấn đề lạm phát. Nhưng mà về chi tiêu và thu nhập của người tiêu dùng cũng đã đều tăng ở trong tháng 5 tại Hoa Kỳ là những dấu hiệu đáng khích lệ cho nền kinh tế và được điều chỉnh theo lạm phát. Chi tiêu của người tiêu dùng, động lực chính của nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng 0,3% trong tháng trước sau khi giảm 0,1% trong tháng 4. Thu nhập sau thuế cũng được điều chỉnh theo lạm phát tăng 0,5% và đó là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Quay trở lại hiện nay tại Canada, thưa quý vị, một chiến dịch mới sẽ được triển khai tại Canada trong tuần này nhằm giúp tránh lãng phí thực phẩm trong nhà và tiết kiệm tiền cho người tiêu dùng khi mà mua hàng tạp hóa mà họ có thể vứt đi một cách không cần thiết. Được biết đến với tên gọi là Look, Smell, Taste, chiến dịch này đã bắt đầu ở Canada vào ngày 18 tháng 6 nhờ vào ứng dụng Too Good to Go và được thành lập ở Đan Mạch, thưa quý vị. Và ứng dụng này đang hợp tác với 15 nhà sản xuất và bán lẻ tại Canada để dán nhãn Look, Smell, Taste ở trên các mặt hàng của tạp hóa và có ngày hàng sử dụng tốt nhất. Giám đốc của Too Good To Go Canada đã cho biết rằng với chương trình Look, Smell, Taste là một nỗ lực để có thể nhắc nhở người tiêu dùng rằng một sản phẩm vẫn có thể ăn được hoàn toàn mặc dù ở trên đó đã ghi quá hạn sử dụng. Và nhãn hiệu mà chúng tôi giới thiệu trong tuần này sẽ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các giác quan của mình. Chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà sản xuất để có thể dán nhãn vào những sản phẩm của họ theo những hướng dẫn của Bộ Y tế Canada nêu ra. Những sản phẩm có thời hạn sử dụng ổn định hơn, thường có độ tươi lâu hơn nếu như chưa mở bao bì. Chuyên gia về hệ thống thực phẩm và cũng là giám đốc phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm nông nghiệp tại Đại học Dalhousie đã mô tả hàng sử dụng tốt nhất là thủ phạm gây ra phần lớn việc lãng phí thực phẩm hiện nay tại Canada. Những ngày hàng sử dụng là lý do lớn thứ hai khiến cho người tiêu dùng vứt bỏ thực phẩm trong nhà của mình. Và người ta ước tính rằng một gia đình ở Canada có thể tránh lãng phí thực phẩm trị giá từ 100 đến 400 đô mỗi năm vì niềm tin quá lớn rằng tốt nhất là dùng nó trước best before, có nghĩa là không nên sử dụng sau ngày hết hạn. Nhưng mà trang web của Too Good To Go cho biết rằng best before được dán ở trên những sản phẩm để cho biết rằng thực phẩm chưa được mở, được bảo quản chúng ở trong cách bao lâu và sẽ giữ được độ tươi cũng như là hương vị tối ưu. Trong khi ngày hết hạn là chỉ được tìm thấy ở trên một số loại sản phẩm mà có thông số về dinh dưỡng nghiêm ngặt mà thôi. Không có một loại thực phẩm nào ngoài đơn thuốc hoặc là sữa bột dành cho trẻ em có ngày hết hạn. Nhãn ghi ngày ở trên thực phẩm ở Canada là best before, thường có nghĩa là vẫn còn có thể dùng được. Nhưng mà những thực phẩm đó không hết hạn sử dụng. Mặc dù chúng có thể mất độ tươi sau ngày best before, nhưng mà đó chính lại là lý do tại sao mà chúng tôi khuyến khích bảo quản thực phẩm an toàn và sử dụng các giác quan của quý vị trước khi mà vứt bỏ chúng. Miễn là thực phẩm được bảo quản đúng cách và vẫn có hình thức cũng như là mùi vị ổn định thì quý vị vẫn có thể ăn được. Mỗi sản phẩm đều khác nhau và đó là lý do tại sao mà chúng tôi thêm nhãn cho nhiều loại sản phẩm, từ nước trái cây cho đến pizza đông lạnh và cho đến các sản phẩm từ sữa. Và thưa quý vị, theo một cuộc khảo sát gần đây do Leger thực hiện cho Too Good to Go, thì cứ 10 người Canada thì có 4 người vứt bỏ thực phẩm quá hạn sử dụng ít nhất là một lần trong một tuần. Và khảo sát cũng cho thấy rằng lý do mà thường gặp thứ hai khiến cho mọi người vứt bỏ thực phẩm ở nhà là vì nó không được tiêu thụ trước ngày hôm đó. 58% thực phẩm sản xuất cho người Canada và tổng cộng là 35,5 triệu tấn bị thất lạc và lãng phí hàng năm theo số liệu thống kê từ Second Harvest, một tổ chức từ thiện giải cứu thực phẩm lớn nhất ở Canada đã cho biết. Và trong số này, 32%, tương đương là 11,2 triệu tấn đồ ăn có thể ăn được và làm tăng thêm thực phẩm lãng phí trị giá tới 49,46 tỷ đô. Lẽ ra có thể được chuyển hướng để có thể hỗ trợ những người gặp khó khăn hoặc là những tổ chức từ thiện khác ở trong khu vực. Và thưa quý vị, ứng dụng này đã mở rộng tới 18 quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ kể từ khi ra mắt năm 2016 và hy vọng ứng dụng sẽ tiếp tục được phát triển tại Canada. Như Lê xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay và một lần nữa chúc quý vị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.